Dạ vâng ạ, em Tiến, em xin phép em chào các anh, các chị và các bác ạ. Đây hiện tại thì ở cửa hàng của em thì đang có rất là nhiều sản phẩm mới về. Một dàn đầu đấy của em toàn là xe mới thôi. Những sản phẩm rất là hot như kiểu đây em có chiếc Cross bản V này, bản full này, nhiều lắm đây em. Thì bây giờ như này, em sẽ giới thiệu và chia sẻ dần với anh chị nhá. Thì Mazda CX-5 đây, 1, 2, 3, 4, em đang có những 4 chiếc thì em đã bày ở mặt hàng ngoài. Thế chị có thể xem qua này, em có đủ màu, đủ bản để em sẽ không giới thiệu sâu về những chiếc Mazda CX-5 này đâu. Trong nhà em còn nữa, em phải có tới khoảng tầm 10 chiếc Mazda CX-5 nhá. Anh chị có thể xem là 2.5 2017 này, 2.5 2018 này. Màu gì em có và bản gì em cũng có nhá. Và giá thì anh chị cứ alo cho em trực tiếp giá cả và em sẽ đưa gửi anh chị cái giá tốt nhất. Đấy là một về các sản phẩm CX-5 ở đây. Ngoài ra thì lọt sau đây ở dàn CX-5 thì em có một chiếc Mazda CX-8 phiên bản động cơ 2.5 Luxury màu đỏ và chạy được 1.5 km. Em đang bán những chiếc này là 980 triệu và giá sẽ còn thương lượng thêm. Tiếp tục là CX-5 này, thì CX-5 em không giới thiệu. Anh chị cần thông tin chính xác có gì, ví dụ anh chị cần một chiếc màu đen đời 2020 chẳng hạn, alo cho em có ngay. Đấy, với CX-5 thì em không giới thiệu nhiều nữa. Tiếp tới đây thì một chiếc xe mà đi rất là sướng mà chắc chắn. Nói chung là đa số dân mình hỏi em về cái dòng Mitsubishi Outlander rất là nhiều. Thì em có đây, em có một chiếc máy 2.0 bản CVT, nó là bản thường, bản tiêu chuẩn động cơ 2.0 nhá, mà xe thì rất là mới chạy được 1.000 km thôi. Biển gốc thành phố, em đang bán chiếc Outlander này là 775 triệu. Đúng không ạ, một sản phẩm này. Tiếp tới em có chiếc Cross. Đồ hot của chiếc Cross này nó là có thừa luôn, đã hơn thế nữa là còn xe màu đỏ nữa. Bản V. Và xe đi được 6.000 km, sản xuất thì là sản xuất năm 2020. Và đăng ký lăn bánh lần đầu là năm 2021. Và em đang bán chiếc này với anh em là 880 triệu, xe biển thành phố tiếp nhá. Camry thì em có một đôi. Để mà nói về đẳng cấp, lịch sự, doanh nhân hay là đi sướng hay là bền bỉ thì ở chiếc Camry này hội tụ đủ ở chiếc Camry này luôn. 2.0G ở 2019, và ngoài ra em còn một chiếc màu đen tuổi 2020 nữa. Xe lăn bánh được hơn 1.000.000 và giá thì em bán chưa tới 1 tỷ đâu. Anh chị đăng ký xong xuôi tất tật được rồi. Đấy, vì đây hai chiếc xe này đều là chiếc xe phân khúc hạng D. Nhưng Camry thì lại dành cho những anh em gọi là ngoài 30 tuổi đi. Cái form mới này thì anh em ngoài 30 tuổi, với cá nhân em cảm nhận anh em đi ngon, đi thoải mái rồi. Còn thanh niên trẻ trẻ như em thì chắc là em nghĩ sẽ không chọn Camry đâu. Em sẽ thay vào đó em sẽ đi một chiếc Mazda 6. Thì ở đây em có một chiếc Mazda 6 2.0 đời 2018 bản Premium nhá. Em bán chiếc này loanh quanh tầm tiền 700 triệu thôi ạ. Mazda 3 Premium sổ máy 1.5 sổ 2020. Form mới này, bản Premium này thì em lại có một đôi tiếp. Đây chiếc 2020 này. Và em có một chiếc sổ 2021 mà đi được có 1.000 cây thôi. Anh chị tiết kiệm so với mới quá nhiều luôn. Và chiếc 1.5 sổ 2020 này em bán là hơn 700. Đúng không ạ? Đi con này rất là ngon. Cũng với cái tầm tiền hơn 700 như thế, đúng không ạ? Thay vì anh chị đi một chiếc Mazda 3, thay vì đi một chiếc Mazda 6 thì thử đi cho em một chiếc xe này, nó có cái độ trải nghiệm đi ngon, đi sướng, đầm chắc. Đại lại để mà nói về cảm giác lái thì BMW nó là số 1. BMW đời 2014 và xe tư nhân một chủ biển Hà Nội nhá. Sản phẩm này em đang bán là loanh quanh cũng tầm tiền hơn 700 thôi. Màu nó là màu titan và là nội thất màu kem rất là đẹp. Thế thôi thì em cũng sơ sơ qua với anh chị về những sản phẩm như thế. Và ngoài ra thì em có rất nhiều. Anh chị xem có xem có để ý đến em rồi thì biết đấy, em có Mazda này, Civic. Đại loại là Mazda thì em rất là em đủ màu. Giờ đây ở trong nhà em thì em còn VinFast này. VinFast bản 2.0 Premium. Mazda 6 form mới. Và Toyota Camry màu đen ấy. Chiếc màu đen em vừa có giới thiệu với anh chị, xe đi được có 3.800 cây thôi, mới lắm. Đây trong nhà đây thì CX-5. Đấy, cái lý do em bảo với anh chị đây này là CX-5 thì em nó có quá nhiều luôn đấy. Nhiều lắm đấy, 1, 2, 3, 3 sản phẩm CX-5. Ở đây, em có một chiếc này em muốn giới thiệu với anh chị này. Rất muốn. Một chiếc xe mà 7 chỗ, gầm cao. Anh chị có thể đi, thứ nhất là đi gia đình, và vấn đề thứ hai là kết hợp với công việc chạy dịch vụ ấy. Nó hài hòa mà nó ngon. Xe được còn là xe nhập khẩu nữa. Tầm tiền chỉ rơi vào 450 thôi. Anh chị đi, anh chị sử dụng ở gia đình rất là nhẹ nhàng, gọn gàng, kể cả khi anh chị kết hợp với dịch vụ nữa. Xăng cộ thì ok lắm, như ngửi thôi. Em bán 450 sản phẩm này. Và đấy thì sơ sơ qua thì nhà em hiện tại đang còn những sản phẩm như này. Sắp tới em về thêm được CRV này. Outlander em lại có một chiếc màu xanh đen nữa, Mazda 6 Civic. Đấy, tất cả các sản phẩm anh chị thấy ở đây nó sẽ luân chuyển liên tục về. Và
Anh chị mà có khoái thì alo cho em Tiến nha. Em cảm ơn anh chị ạ.